Xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy. Thì hôm nay thì cũng cận Tết rồi, 23 rồi. Thì hôm nay cũng là ngày đưa ông táo về trời á. Thì hôm nay thì bên em nhận chuyển á, thì còn bên bưu điện thôi. Vì theo hiện tại nó nghỉ nhận hàng của em, thì qua Tết mới nhận lại. Thì cái này gửi thì bên em vẫn gửi bình thường. Nếu như trong Tết á, bưu điện nó giao kịp á, thì họ sẽ giao cho mình. Còn nếu như không kịp á, thì qua Tết, qua mùng thì họ sẽ bắt đầu đi giao lại. Cho nên anh em nào đặt hàng thì anh em kiểu như là gọi là chuẩn bị tinh thần. Nếu trong Tết shipper giao kịp thì người ta sẽ giao, còn không kịp thì qua Tết. Thì anh em nếu như bây giờ anh em đặt hàng thì anh em chuẩn bị tinh thần là nửa tháng đi, là 15 ngày đó, là anh em 15 ngày anh em nhận được hàng. Còn hên thì vài bữa thì anh em nhận. Thì cái đó là thì shipper bên bưu điện nó báo vậy, thì em cũng nói với anh em vậy. Thì anh em nào coi mình ok, thấy mình nhắm mình đợi được qua Tết thì mình nhận đó, thì anh em mình thì mình đặt ha. Chứ để anh em đặt rồi anh em ok các kiểu, xong cuối cùng mấy bữa cái anh em điện hỏi sao mà hàng chưa tới các kiểu là em bó tay luôn, là em cũng thua luôn đó. Thế cho nên là anh em nào xem mình nhắm mình chuẩn bị tinh thần là qua Tết mình nhận hàng được thì mình đặt. Còn ví dụ như mình hên mà shipper giao kịp trong Tết thì người ta sẽ giao ha. Em nhắn mạnh với anh em là nếu giao kịp thì họ sẽ giao trong Tết, còn không kịp thì qua Tết lố mùng thì họ sẽ giao đó. Thì anh em nghe kỹ giùm em chỗ này ha, tại vì gần Tết thì cũng hơi lu bu phức tạp chỗ này, bởi vì mỗi lần mà gần Tết cái là em cũng nhức đầu cái vụ vận chuyển này lắm, mà công việc thì cũng phải làm thôi. Cho nên anh em nào được thì thông cảm giùm em nha. Rồi lấy hôm nay em lên cho anh em lật cái lô chữ S ha. Anh em chốt hàng thì nhớ cái mã giùm em, bắt đầu từ con S1 nè và con cuối cùng nghĩa là con S11 á. Thì hôm nay có phun voi hở lá nè, xịt thuốc với lại cắt cỏ nha anh em. Mấy mặt hàng thì nó khá là quen thuộc bên cửa hàng của em luôn. Chốt hàng á thì anh em gọi trực tiếp vào số điện thoại 0917414042. Số này thì em có kết nối Zalo ha. Hình thức mua bán của anh em là bao ship tận nhà nha. Và hàng tất nhiên tới nơi anh em mình sẽ được kiểm tra hàng, được test nổ máy thử ha. Thì hàng đây là máy 2 thì, anh em chuẩn bị xăng khoai nhớt 2 thì để thử hàng giùm em nha. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Hạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Anh em xem clip nhớ cho em một nút like ha và một nút đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Phụ tùng theo cho mình á, cắt cỏ sẽ là 6 món nè, xịt thuốc là 3 ha, còn phun vô hở lá là 4. Anh em chốt cái mặt hàng nào thì anh em nhớ cái phụ tùng mình đi kèm bao nhiêu món để tới nơi mình kiểm tra máy, mình kiểm tra phụ tùng luôn nha anh em. Rồi em vô con đầu tiên cho mình là con máy cắt cỏ S1. S1 là con máy cắt cỏ Estin, con này là cái dạng Honda 2 thì nha anh em. Nè, Honda UMK23 dòng Honda 2 thì. Cái tên này thì anh em còn gọi là Estin đó. Thì anh em gọi tên nào thì cũng là của nó hết nha. Nòng 32 ly, 23cc ha. Bình xăng con thì đó là hai kim mới nha anh em. Nè, ốc chỉnh xăng nè, kim chỉnh xăng gió nè, đó là hai kim ha. Bình xăng lớn thì bình xăng zin nha. Tâm muốn là tâm liền, tâm nhựa ha. Rồi, máy dùng công tắc ấn, công tắc zin theo máy luôn nha anh em. Tay đôi cây giữ nha. Thì mấy con này thì phù hợp cho anh em mình dùng gia đình. Nếu anh em dùng để cắt cỏ vườn, cỏ nhà thì mình có thể cắt bằng dây cước được luôn. Còn nếu như anh em cắt và cỏ hơi bằng cứng cứng như cái sậy hơi to, cái sậy gì nè, bự gì nè, thì anh em cắt bằng lưỡi ha, được luôn nha anh em. Thì mấy con này anh em mua để chuẩn bị như qua Tết á, anh em nghĩ ăn Tết cũng cả tuần lễ á, thì cỏ có thể nó sẽ lên rất là nhanh. Nên anh em mua sẵn gì nè, để sẵn cái ăn Tết xong cái mình đem mình cắt cỏ luôn, dọn dẹp luôn nha anh em ha. S1 giá 1,3 triệu ha. S2 con Hitachi ha, nòng 32 ly, con này 22cc nha anh em. Chụp giật trợ lực lò xo luôn nè, giật rất là nhẹ nha. Bình máy là máy bu ghi đứng luôn. Bình xăng con thì cũng là hai kim mới nha anh em. Nè, kim chỉnh xăng nè, kim chỉnh gió đây ha. Bình xăng lớn zin nha, bình xăng thì còn trắng đẹp luôn. Đây.
liền lạc luôn nha, chưa có dấu hiệu bị bong chóc, bị nứt vỡ chân á. Còn đẹp cực kỳ luôn, tấm liền, tấm nhựa nha, bô thì còn trắng phiếu luôn nè, quá mới luôn nha anh em. Đặc biệt cái con này nó xài bộ tay là ga hai chế độ, ga này á thì anh em kéo buông ga tự động nó chảy về chiếc cũ, còn mà anh em muốn xài kéo tới đâu nằm tới đó thì anh em bóp cái này vô thì kéo tới đâu nó sẽ nằm tới đó cho mình nè. Đó gọi là ga hai chế độ ha. Công tắc thì nằm trên tay đây nha anh em, O là tắt, Y là mở ra. Trắng cỏ đầu bò thì nó zin cho mình luôn, màu cũng khá đẹp ha. Áo thì liền lạc, không bể không vỡ đâu hết nha. S2 giá 1.300.000. S3 Maru 23 ha, nồng này nó là 32 ly, 23 cc nha anh em. Con này ám màu xanh này cũng khá là độc ha, nhìn nó lạ nha anh em, mà cái màu này nhìn cũng đẹp cực kỳ luôn. Khi một phần là cái áo nó còn mới ha, áo thì nó liền lạc hết, không bể không vỡ nha anh em. Bình xăng con zin cho mình một kim, quanh gồ ra ngang nè. Bình xăng zin theo máy luôn nha anh em, chạy rất là tiết kiệm xăng. Bình xăng lớn cũng là bình zin nguyên bản cho mình luôn. Đặc biệt cái con này nó là tum G, tum nhôm, tum này là tum 260. Nếu anh em cần cho việc mà gắn xịt thuốc á thì anh em việc tháo bung ốc ra, lấy cái đầu máy anh em gắn xịt thuốc luôn, hoặc là anh em muốn chế cháo gì cũng được, tại vì tum này 260 tum rất là tiện, rất là thông dụng luôn ha. Rồi máy nó dùng công tắc ấn này nha anh em. Tay đôi, cái ga này là ga bóp nha anh em, bóp cứ bóp phanh xe á, cứ phanh xe ông ra xe đạp rồi kêu đó ha. Láp trắng cỏ đầu bò zin nha anh em. Con này thì trong lốc nó có giặt mắt zin da băng cho mình nè. Đó, hàng là anh em tới nơi anh em kiểm tra máy, kiểm tra trong lốc có mắt in dao băng đầu đầy đủ thì anh em mình nhận hàng giùm em ha. Thì trên clip em quay sao là tới nơi anh em nhận đúng như vậy cho mình, nó không đúng chỗ nào thì anh em liên hệ với em, họ không đúng anh em trả về đó, có gì anh em liên hệ với em cái nha. Hàng là không có lấy cọc cho nên là đúng chuẩn đúng hàng thì anh em hãy nhận, thử hàng ok là hết anh em hãy nhận ha. Bên em thì bao cho anh em thử hàng được luôn. Cái người ship hàng á, shipper á, người ta sẽ đợi cho anh em thử hàng ok chút xíu đó thì anh em mình mới thanh toán. Cho nên nếu mà anh vậy thì anh em cũng tranh thủ anh em thử hàng nhanh nhanh cho shipper người ta còn đi giao ha nè. Rồi S3 giá 1.550.000. S4 S4 là con Shinawa 230 ha, nồng thì nó là 32 ly, 23 cc nha anh em. Con này màu đỏ bóng nè, đó, rất là đẹp nha. Mặt tiền nè, ống bô xả này ha, áo bô nè, áo gió nè, quá đẹp luôn nha anh em, đỏ ao hết cho mình luôn. Bình xăng con là bình xăng con hai kim zin cho mình luôn nha anh em, rất là tiết kiệm xăng luôn nha. Một kim là anh em chỉnh xăng, một kim là anh em chỉnh gió, cho nên là cái lượng mà anh em chỉnh cái máy cho cái bình xăng con nó kiểu như một phần đó là ít tăng xăng, một phần nó chỉnh là cho máy nó bốc nữa nha anh em. Cho nên bình xăng con hai kim này nó rất có giá trị luôn nha, giúp cho máy mình nó cải thiện cái việc mà tiết kiệm xăng mà máy nó lại chạy bốc nữa ha. Cho nên bình xăng con này rất là hay luôn nha. Bình xăng lớn là bình xăng zin cho mình luôn, tum liền tum nhựa nha anh em. Đây công tắc ấn cho mình ha, tay đôi gai giữ nha, lát trắng cỏ đầu bò zin, con này còn đẹp rất là đẹp luôn nha anh em. Tôm nè, áo nè, đó ao luôn, quá mới luôn ha. S4 giá 1.600.000. S5 là con Echo Kiwis 230 nha anh em.
nồng, con này cũng là 32 ly 23cc luôn ha. Con này thì hình thức cũng là nguyên zin nguyên bản cho mình luôn. Bình xăng con cũng là bình xăng con hai kim zin của nó luôn nha anh em. Đây kim chỉnh xăng, kim chỉnh gió nè, mà nó khác là nó zin ha, cho nên nó chạy rất là ngon, giống như con Shinowa nãy gì đó. Một kim anh em chỉnh xăng, một kim anh em chỉnh gió, giúp cho máy của mình nó giảm thiểu cái lượng ăn xăng mà máy hay lại chạy bốc nữa, rất là ngon nha anh em. Cho nên cái bình xăng con này cũng rất có giá trị luôn nha. Bình xăng lớn cũng là bình zin nguyên bản theo cho mình luôn nè. Rồi tâm cũng là tâm liền, tâm nhựa nha. Đây 230 nha. Rồi bên hông nó còn tem mát số seri cho mình còn không nè. Số seri là 027631 ha. Rồi con này tay đôi ga giữ nha anh em. Công tắc của nó thì nó là công tắc gạt ở trên tay cho mình luôn nè. Đó, anh em gạt theo cái hướng mũi tên nó chỉ xuống là stop, đó là tắt máy đó. Còn gạt ngược lên là mở ha. Trắng cỏ đầu bò thì nó zin nguyên bản cho mình hết luôn nha anh em. Nguyên zin hết cho mình luôn. Máy thì liền lạc, không bể không vỡ ở đâu nha. Quá ngon luôn ha. S5 giá 1.600.000. S6. S6 là con Maru 26 nha anh em, nồng 34 ly 26cc ha. Này á, màu cam nhìn cũng rất là tươi nè, nhìn tươi gối luôn ha. Tem mát còn nguyên si luôn nha anh em, chữ Nhật không luôn nè. Đó, chụp giật có là chụp giật trợ lực lò xo luôn nha. Đây trợ lực rất là nhẹ. Con này 34 ly 26cc thì nếu anh em dùng cắt cỏ bằng dây cước rồi cắt khỏe rồi nha, ngon lành luôn á. Trong lốc thì có dập mắt in nha băng cho mình luôn nè ha. Tâm của nó là tâm liền, tâm nhựa nha anh em. Ồ áo đẹp mà cái tâm nó cũng đẹp luôn. Tâm còn trắng đẹp luôn nha anh em. Ba Maru thì dòng này chạy ổn định nha. À, chạy ổn định cực kỳ luôn. Phụ tùng anh em sau này kiếm cũng dễ nữa. Hư lật giặt IC, bố côn rồi kia anh em ra tiệm là có hết luôn à. Bình xăng con ra ngang quanh gồ cho mình luôn. Đây. Đó, dòng Maru này bây giờ phụ tùng nó rất là đại trà nha anh em. Dễ kiếm lắm mà. Ví dụ như cái chỗ anh em gọi là dùng sâu dùng xa đi, nó không có độ đúng phụ tùng của thằng Maru thì anh thợ người ta còn có thể là độ được. Tại vì Maru này độ nó rất là dễ luôn anh em. Này kia đưa vô cái là vườn áp hết trơn à, nó hay cực kỳ luôn ha. Cho nên dòng Maru này anh em gọi là phụ tùng đại trà đó anh em. Ở đâu cũng có phụ tùng cho, còn nếu không giống gáp vô cũng được nữa. Không phải có Maru, của loại khác gáp cũng được nữa. Nó dễ là gì đó, na ná là được hết trơn à. Rồi ghê giữ nha. Công tắc ắn nè, lắp chắn cỏ đầu bò zin nha anh em. Công tắc nó có cục thun, cục cao su trên đây luôn nè. Đó, rất là hay. Cao su này nó có công dụng là khi mà anh em sử dụng á, lỡ như có nước hoặc là trời mưa đột ngột á, mình không kịp á, thì cái này nước mưa nó cũng không có dính công tắc bị mát đó anh em. Rất là hay luôn ha. S6 giá 1.850.000 nha. S7. S7 là con Echo Kiwis Echo 261. Đây. Nồng 34 ly nha anh em, 26cc ha. Con này thì chụp giật trợ lực đề mới, nhỏ gọn mà giật thì rất là nhẹ cho mình luôn. Bình xăng con hai kim zin luôn nha anh em. Quá xịn sò luôn ha. Con này thì nó là tum liền tum nhôm luôn. Đây. Bình xăng lớn là bình xăng thay mới nha anh em. Cho bình xăng kim bị bể nha. Tay đôi gây giữ nè. Công tắc thì nằm trên tay cho mình luôn. Đó, anh em gạt theo hướng mũi tên gạt xuống là tắt, còn gạt ngược lên thì nó mở. Rồi đây tên máy còn luôn nha anh em. SGE261 nè, số seri máy còn nè, mắt in japan còn cho mình luôn. Đây ha. Ok hết nha anh em. Trợ lực đề mới hay kim zin luôn, quá VIP luôn ha. Trắng cỏ đầu bò zin cho mình hết nha anh em. S7 giá 2 triệu. S8. Nha anh em, 35 ly 28cc nha. Con này trợ lực lò xo nè,
nhật rất là nhẹ luôn đó. Cái này mà chị em phụ nữ nào mà nào giờ không biết xài, hoặc là những bác lớn tuổi nào giờ chưa xài đó, là mấy cái con này giật cũng rất là nhẹ nhàng, không có sợ nặng giật gì trơn á. Dòng này thì có trợ lực này thì nó giúp cho mình giật rất là nhẹ nhàng luôn ha. Còn mà anh em xài quen rồi thì ba cái chụp giật cứng hay nặng nề gì anh em cũng không có lo chứ á, lo mấy chị em phụ nữ hoặc là những bác lớn tuổi này kia đồ chưa có xài máy thôi, sợ nặng giật thì kia thôi ha. Thì mình lấy mấy con có trợ lực là so hoặc là trợ lực giới thiệu rồi kia rồi đó, nặng giật cho nó nhẹ ha. Con này áo còn cực kỳ đẹp luôn nha anh em, đỏ bóng luôn nè, họ mặt tiền nè anh em, quá đẹp luôn, tem mát còn nguyên si cho mình luôn ha. Một phần là nó phù hợp chị em phụ nữ ở chỗ là trợ lực, cái thứ hai công suất lớn, chị em phụ nữ hoặc là những bác lớn tuổi có thể cắt cỏ bằng dây cước được luôn. Dây cước thì cắt nó an toàn hơn, ví dụ như cắt ở lề đường hoặc là cắt ở chỗ có đá này kia đều nhiều đó, thì cắt bằng dây cước nó an toàn, nó không có như cái lưỡi mà cắt nó sẽ gãy. Cước á, thì anh em cắt ví dụ nó có bị mẻ và xước ra thì nó cũng chỉ là cọng dây thôi, nó không ảnh hưởng gì tới mình hết, nó không có giăng chúng mình cũng không sợ nữa. Thì có cái lưỡi á, anh em chuyên nghiệp á, người ta cắt lưỡi thì người ta còn biết đường ha. Còn như mình cắt không chuyên á, mình sợ nó gãy á, thì nó nguy hiểm. Cho nên là mình mới xài máy á, mình chưa quen á, thì nên cắt bằng dây cước. Mà muốn cắt bằng dây cước á, thì phải dùng máy to, máy khỏe ha. Bình xăng hai kim zin cho mình luôn nè, chỉnh xăng, kim chỉnh gió đây nha anh em, giúp cho máy của mình chạy như mấy cái con cân kia đó, là tiết kiệm xăng mà máy lại chạy bốc nữa. Có hai cái anh em thấy nó nghe ngộ không, nhưng mà chính xác là bình xăng con hai kim nó làm được hai thứ luôn, vừa tiết kiệm xăng mà vừa chạy bốc máy luôn ha. Bình xăng lớn zin cho mình luôn, tem mát anh em nhìn nè, đó ao hết luôn nha anh em, nguyên xì hết cho mình luôn. Công tắc ấn này ha, công tắc zin theo máy luôn. Rồi tay con này cũng là tay hai chế độ, muốn xài ga bóp thì xài, muốn xài ga giữ thì xài, rất là xịn sò đó. Anh em có hai sự lựa chọn để xài luôn, lắp đầu vòi zin, trên lắp còn tem mát cho mình luôn nha. Tanaka 280 ha, 35 ly, 28 cc, X8 giá 2 triệu, X9. X9 đó, con này là con Mitsubishi TL26. Dòng này thì nói chung nó quá trời nổi tiếng rồi. Anh em kiểu như mới xài máy 1-2 lần là anh em gặp cái thương hiệu anh em đều biết hết luôn, cực kỳ nổi tiếng luôn nha anh em. Trong máy mới hoặc là máy bãi anh em đều biết hết. Nòng 33 ly, 26 cc nha anh em. Con này thì bình xăng con 2 kim zin nè, hồi áo đó ao luôn nha, tem mát còn nguyên si cho mình luôn nè, quá đẹp luôn nha anh em, còn ao hết luôn ha. Bình xăng con là bình xăng con zin 2 kim, bình xăng lớn thì bình xăng mới nha anh em. Tại vì bình xăng zin của theo máy bị bể anh em ơi, cho nên bắt buộc phải thay mới ha. Trong lốc thì có dập mắt in cho băng cho mình nè, bao cho anh em luôn. Dập thì không bao giờ sợ bị mòn, bị mắt đâu nha anh em, lúc nào cũng sẽ còi trong lốc của mình hoài luôn á. Trừ khi anh nào anh muốn lấy cái máy anh cà mắt thôi, chứ cái này dập lốc thì biết chừng nào nó mòn mà bay mắt được anh em. Ba cái tem này thì còn sợ chứ dập trong lốc này biết chừng nào mà nó mắc được ha. Gờ thấy cộm nè, gờ thấy cộm luôn nha, tum gờ tum nhôm, tum là tum 260 nha, tum thông dụng Mitsu mà ha, luôn chế cháo hay muốn làm cũng được, nhất là xịt thuốc được kêu đó. Công tắc ấn nè, tay bóp luôn nha anh em, bóp này bóp hệ bóp ô dịch nè ha. Lắp trắng cỏ đầu bò nó zin theo máy hết cho mình luôn. Con này xăng nhớt luôn thì nó khoảng 5,5 kg thôi. Đấy, cái dòng này thì nếu anh em nào có kinh tế mà không có tiền á, gọi là chịu chi chút xíu thì lấy mấy con này xài nó bền, lại chạy nó tiết kiệm xăng cực kỳ luôn ha. X9 giá 2.600.000. X10. X10 là cái con cơm ha. Mã này là G23, nòng cũng là 32 ly, 23 cc, giống như mấy cái cỏ với anh em, nhưng mà có cái thì nó khác cái chỗ là nó gắn như bình xịt thuốc thôi. Nhưng mà nếu ở nhà anh em đã có bộ cần cắt cỏ rồi thì anh em có thể là xịt thuốc qua mùa xịt thuốc rồi á, xịt lúa rồi á, thì anh em có thể tháo cái đầu máy này ra, anh em gắn vô cần cắt cỏ anh em xài được luôn nha. Tại vì tum này tum gời nè,
ở tầm 260 luôn. Ở nhà anh em có bộ cần cắt cỏ, rồi là anh em chỉ việc tháo cái đầu máy này ra là anh em gắn vô anh em xài cắt cỏ luôn, nó rất là tiện, nó lại nó lợi cho mình nữa. Nè, cần ga đây ha anh em, công tắc ở đây ha, ốp lưng dây đeo đầy đủ cho mình nha. Thùng con này là 20 21 22 23, nếu anh em đổ đầy luôn được 25 lít, đổ đầy tới miệng luôn là 25 lít, còn nếu như tới vạch này thì được 23 lít ha. Thùng thì còn mới nha anh em, ốp lưng dây đeo đầy đủ cho mình nha. Mấy con mà xịt thuốc tung gầy nó rất là tiện đó, anh em gắn cỏ vẫn được luôn ha, cực kỳ thông dụng, cực kỳ tiện lợi luôn nha. S10 giá 1.7 triệu anh em, trời ơi lộn anh em ơi. Rồi, S10 giá 1.7 triệu nha anh em. Hồi nãy nó dán lộn tem lên, em tạm dừng em sửa cái tem lại nha. S10 giá 1.7 triệu ha. Rồi, thùng này thì theo phụ tùng theo cho mình là 3 món nha anh em. Rồi, cuối cùng S11. S11 con này thì nó là phun vôi, thổi lá với lại xả phân, hai ba chức năng. Cái này thì cái áo này nó bị mẻ chỗ này xíu nha anh em, mẻ trên chỗ cái đầu chỗ gắn bugi nè nha, họ gắn bể chút xíu nè. Thì cái này em like em quay cho anh em xem rõ đó, để anh em nào có chốt hàng chốt trên like luôn cho nó dễ. Nòng 43 ly, con này 50cc luôn, mã là FS500A, thêm một cái là bình xăng chơi nữa nha anh em, 50cc quốc thêm bình xăng chơi nữa, thì con này phải gọi là bao khỏe cho mình luôn. Thì cái gì cũng vậy, máy bình xăng trên thì anh em nhớ không xài thì khóa xăng, còn xài thì mở xuống ha, anh em nhớ một cái việc nhỏ giùm em cái chỗ này. Rồi, cần đỏ này là cái cần để anh em lên ga nè, đó, mở ga nè. Còn cái cần đỏ đây, cần đen đây là cái cần để anh em mở cái họng, mở họng xạ của nó nè ha. Ốp lưng dây đeo đầy đủ nha anh em, đó, bộ quạt thì rất là đẹp luôn nha, cần thì còn chấn tinh nữa không, còn rất là mới luôn ha anh em, cực kỳ mới luôn nha. Ốp lưng dây đeo làm cái màu cũng quá trời đẹp luôn nè ha. Theo máy luôn nha, zin của nó luôn, rất là đẹp. Thùng 16 lít nha anh em. Thiếu sùng thì em sẽ bổ sung sùng, bổ sung họng ga, một tiếp mở bugi và một bugi nữa, thì tổng cộng cho anh em là 4 món phụ tùng đi kèm ha. Để mở họng con này coi họng gì ha. Họng tròn. Ồ, con này có sùng zin theo máy luôn rồi nha anh em. Cho nên là hàng đi em sẽ thảy thêm cho anh em 3 món nữa, là tổng cộng là 4 món đó, tính luôn cái sùng zin của nó luôn ha. Họng tròn nha anh em. Trong đây nó còn dôi hay là phân gì zin của Nhật nữa nè. Anh em thấy không? Còn ba cái zin, ba cái mạc nó zin của nó luôn đó. Đó. Rồi, S11 giá 1.8 triệu nha anh em. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em nha.